Xin kính chào anh em nhé. Hôm nay lại đưa về cho anh em thêm mấy cặp loa cây là rất là đẹp. Trong clip đoạn đầu vừa rồi là em có test cho các bác nghe cặp loa cây này. Một trong những cái dòng mà cho chất âm rất là uy lực. Đấy, tầm tiền thì lại hợp lý. Em này có rất là nhiều thế mạnh nhé. Em ấy sử dụng hai bát, hai chung một tép. Audio Maxim 2 bát. Anh em để ý ngay này, cái dòng cây nó thiết kế hai lỗ thở ngang này. Anh em nhìn này. Đấy. Thông số của em nó đây. Anh em có thể xem. Những cái dòng trợ kháng 4 ohm ấy thì đánh thì sẽ cần âm ly công suất nhỉnh hơn một chút. Nếu mà trường hợp ví dụ đơn cử như giả dụ với tất cả những cái thông số này chỉ khác cái trở kháng thôi. Mà nếu trở kháng lên 6 hoặc 8 ohm ấy, thì công suất âm ly nó có thể thấp hơn một chút. Khoảng độ tầm 2-30W là có thể chơi tốt. Nhưng mà trường hợp mà 4 ohm thì nó sẽ ăn công suất hơn một chút các bác nhé. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có hai mặt. Tại sao các bác cứ để ý những cái dòng loa Đức ấy, hoặc những cái cặp loa 22 ấy, thường là trở kháng 4 ohm. Đấy, khi mà những cái cặp 4 ohm mà mình điều trị được ấy, thì tiếng nó ra rất là tốt. Em này thì cái độ nhạy nó cũng là dạng cao so với những cái dòng loa cây. Loa cây bình dân. Đấy, 120W 91dB. Đó. Dòng này thì thiết kế phải nói là rất là đẹp. Cân xứng hai lỗ thở đằng sau, hai bát thì anh em để ý người ta sẽ để một bát trên cùng và một bát dưới cùng, chung thì người ta lại để kẹp giữa hai cái loa bát và tép là để giữa như này và nó không phải thẳng luôn đâu các bác nhé, ở giữa này nó vuốt này, đấy mà cắt nó vuốt này, rất là đẹp luôn. Bên hông này thì nó màu đen, bên này thì nó là màu ghi sáng, cực kỳ đẹp. Dòng này chất màng của nó thì anh em nào mà chơi những cái dòng Jamu hoặc những dòng dòng Entac ấy thì anh em sẽ thấy là chất màng của em này giống như vậy. Và khi những cái dòng chất màng như này thì em có chia sẻ với bác rồi là cái chất bát của nó rất hay. Nó mềm mà nó kiểu chắc tiếng và nó vẫn mềm. Đó. Cặp này thì anh em có thể vừa kết hợp mà nghe nhạc và hát karaoke tốt nhá. Tiếng bát đánh rất uy lực. Nhảy đi. Hay không? Mano à? Minh Lân nhảy đi. Minh Lân đứng lên nhảy đi. Minh Lân hoan hô đi, nhạc hay hoan hô đi. Nào. Hoan hô nào. À nhảy à? Điêu ấy. Loa đâu? Loa này. Đây đúng không? Kia kìa, loa kia kìa. À, thì bắt âm ly đi. Minh Lân bắt âm ly đi. Bắt âm ly đi. Bắt đi. Đấy đúng rồi. Đúng rồi. Hoan hô. Hoan hô là Minh Lân hoan hô là. Hoan hô là. Nhạc hay quá, hoan hô. Đây là anh em nghe là nghe đang nghe em đánh nhạc không lời đó. Mà anh em mà có tai phone anh em đeo anh em sẽ thấy tiếng bát nó đánh rất là hay. Với cái dạng hai bát như này ấy, thì có một số anh em hỏi là ví dụ những cái dòng hai bát, ví dụ như em này là hai bát 18 này. Thì anh em hay hỏi là bây giờ một cặp hai bát 18 một thùng như này và một cặp loa bát 30 thì cái nào tiếng tốt hơn? Thì thực chất thì nó cũng tùy vào nhiều yếu tố lắm, nhưng cơ bản là hai bát thường là sẽ lợi bát hơn. Những cái dòng này thì tiếng bát nó đánh thì để mà so thì có thể những cái cặp như Onkyo 77FX này thì tiếng bát cũng không thể lên được như em này. Anh em có tai phone anh em đeo lại này, em bật to một chút anh em nghe thử tiếng bát nhá. Kể cả tiếng tép luôn.
đi hát thì anh em bố trí vang và là ghép với âm ly là hát thôi. Đấy, còn nghe nhạc thì anh em có thể nghe nhạc qua vang hoặc anh em chuyển chế độ để nghe nhạc direct từ những cái chiếc âm ly nghe nhạc chỗ này. Đấy. Phối ghép thì cứ những dòng âm ly phổ thông là anh em chơi được. Vì em chuyên làm những cái dòng phổ thông cho nên là sẽ chọn những cặp loa, những chiếc âm ly nó phổ thông phù hợp với cả nhiều anh em. Anh em quan tâm cặp này thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác.